Cô Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 18 tháng Giêng năm 2018. Thành Luân rất vinh dự được đón tiếp anh chị anh Tiến đến từ Mỹ Đình. Anh chị về ký nhận bộ bàn ghế ở Âu Hộp có hương đá của Nam Phi, hàng VIP to cao dài rộng hơn hàng thông thường và dày dặn. Còn một chiếc ghế để ở phía ngoài này thì phải. Đây cứ ký cho em cái bàn chưa đã. Cái bàn này có cái bàn kia hay bàn đấy đây? Đây bàn này anh. Đấy. Bàn kia bộ kia rồi. Trước thì là có cũng một anh, cũng anh tên là anh Tiến, anh cũng ở Lai Vu Hải Dương. Để ký bộ tương tự như này. Được. Đôn. Chiếc ghế nữa. Có ghế dài đi. Hơi nặng. Thế để em mấy cái anh nhân lên. Cái dài hơi nặng. Luân xin trân trọng cảm ơn anh chị và xin kính chúc anh chị làm người an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.